Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị thực tiễn trên thị trường. Bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex nên đi chậm lại nhìn nhận, nên đi chậm lại đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị vận dụng áp dụng ở trên thị trường. Làm gì có cái chuyện Á quân Forex thế giới hay pro trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex hay bất kỳ một ai trên thị trường giao dịch Forex này giao dịch không chịu dẫn chứng thực tế áp dụng trong thực tiễn trên thị trường để cho chúng ta kiểm chứng cái đó, mà gọi đó là những người có thể giao dịch để giao dịch với nhà đầu tư. Nếu giao dịch mà không chịu giao dịch thực tế và cho xem lịch sử giao dịch thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng lừa đảo bịp bợm trên cái thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Làm gì có cái chuyện dùng trading view để phân tích, nhận định rồi đưa ra chiến lược, mà gọi đó là thực chiến Forex. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng lừa đảo kịch cỡm ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Bản thân chính các bạn khi tham gia trải nghiệm vào trong thị trường về đầu tư Forex nên hiểu rõ về các giá trị thực tiễn trên thị trường. Nếu bản thân bọn chúng giao dịch áp dụng vào trong thực tiễn được thì bản thân bọn chúng đã vận dụng áp dụng vào trong thực tiễn, đã dẫn chứng, minh chứng các giá trị vào trong thị trường để cho chúng ta kiểm chứng, đánh giá và thấy rõ được các giá trị này trên thị trường, chứ không phải dùng mồm để nhận định, dùng mõm để phân tích rồi đưa ra chiến lược gáy như đúng rồi cào phím, đưa ra điểm vào ra trên thị trường rồi tổng kết ăn bao nhiêu bíp ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng lừa đảo bịp bợm mà thôi. Giữa kiến thức thực tế và kiến thức áp dụng ở trên thị trường nó hoàn toàn khác xa so với cả những kiến thức ở trên sách vở và những thằng chỉ sử dụng mồm mõm ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Đấy là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này cần phải hiểu rõ. Đấy, thì các bạn có thể thấy rõ tài khoản này tôi cũng đi trên thị trường, cũng chia sẻ để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư thấy rõ về các giá trị ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Và các bạn có thể thấy rõ những lệnh ăn hàng trăm bíp ở trên thị trường, không hề có một thứ được gọi là phân tích hay nhận định hoặc là đưa ra chiến lược một cách vô tội vạ trên thị trường. Tất cả đều là những minh chứng, dẫn chứng thực tế của bản thân tôi để chia sẻ, gửi đến cho nhà đầu tư, để cho nhà đầu tư thấy rõ về các giá trị vận dụng áp dụng ở trên thị trường, để nhà đầu tư hiểu rõ thế nào là giao dịch thật sự ở trên thị trường, chứ không phải là những nhận định không có cơ sở để nhà đầu tư kiểm chứng. Đây là điều mà nhà đầu tư có thể thấy khi tham gia nhìn nhận về các giá trị mà tôi đưa ra trên thị trường cho nhà đầu tư, để nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá rõ về những giá trị thực tế này. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ sẽ hỗ trợ cho các bạn trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào. Và bản thân các bạn có thể thấy rõ những chia sẻ thực tế này là cả một quá trình dài của bản thân tôi phải nỗ lực để làm sao gửi đến cho nhà đầu tư và cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị minh chứng thực tiễn này, để nhà đầu tư hiểu và thấy rõ về những kết quả áp dụng ở trên thị trường. Đó, thì các bạn có thể thấy rõ những lệnh tôi đi trên thị trường là điểm vào rất là chuẩn. Tại sao tôi có thể giao dịch, tại sao tôi có thể áp dụng và tại sao tôi có thể đưa vào trong thực tế đầy hiệu quả như vậy. Đó là cả một quá trình dài mà bản thân tôi phải rèn luyện để làm sao ra vào lệnh, điều tiết lệnh và có thể xử lý lệnh ở trên thị trường một cách uyển chuyển, để làm sao sử dụng với những dòng vốn nhỏ nhất để làm sao tạo ra các giá trị hiệu quả nhất trên thị trường. Và mời nhà đầu tư theo dõi livestream này. Chào anh em nhé, tôi sẽ có hướng xử lý lệnh tôi.